Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre cho biết, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2021, tỉnh Bến Tre có thêm một ca dương tính mới ngoài cộng đồng, là một tài xế giao hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, cư trú tại ấp Kinh Hoài, xã Bình Hòa, huyện Dùng Trơm. Trong ngày, có bổ sung cộng dồn hai trường hợp là người đã xác định dương tính từ ngoài tỉnh chuyển về điều trị tại bệnh viện trong tỉnh, trong đó có một trường hợp đã tử vong. Cộng dồn số ca dương tính toàn tỉnh là 1.873 ca, cộng dồn số ca tử vong là 49 trường hợp,